Kính chào quý vị khán giả của kênh Phật Pháp Nhiệm Màu. Ngày hôm nay, ngày 13 tháng 6, chúng tôi tiếp tục tổng hợp những hình ảnh và thông tin cập nhật về Thầy Thích Minh Tuệ. Xin lưu ý, đây là những thông tin đã được cập nhật từ nhiều nguồn, không phải là do chúng tôi ghi hình tại Gia Lai. Hôm nay, ngay từ sáng sớm thì rất đông người dân đã đến với mong muốn đảnh lễ Thầy. Càng đến giờ Thầy khất thực thì lượng người càng đông. Tình trạng này khiến Thầy rất khó khăn trong việc khất thực. Tại khu vực lán, người hàng xóm gần đó đã phát tâm sửa lại nền lán giúp Thầy. Một số nhà hảo tâm cũng đã phát tâm làm thiện nguyện cho một số bà con nghèo ở khu vực gần đó. Tuy nhiên, trước tình trạng lượng người đổ về ngày càng đông hơn, Thầy đã đi sâu hơn vào dãy cà phê. Theo thông tin mới nhất từ em trai Thầy, thì Thầy đã không còn ẩn tu ở khu vườn trước đó của em trai Thầy. Mời quý vị cùng theo dõi và rất mong những người phát tâm mong muốn đảnh lễ Thầy hãy gìn giữ trật tự và tạm hoãn lại kế hoạch để Thầy có thời gian an cư tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà không còn đi được như vậy nữa, tại vì thầy đã đi ẩn tu ở nơi khác rồi, không còn ở nơi vườn của em nữa. À, vâng.